giờ đổi tư thế, đổi tư thế khò mệt mệt khò con vịt thôi cũng mệt, à, khò con ngan thôi cũng mệt rồi. Đây khò cái da nó ra đẹp không? Chào cả nhà nha, hôm nay Yến sẽ làm món là ngan giả cầy. Đây là những nguyên vật liệu chính, bây giờ Yến sẽ giới thiệu từng món ha. Đầu tiên đây là con ngan, con ngan này là bà ngoại mới làm xong nó sạch sẽ luôn. Đây là con ngan chứ không phải con vịt đâu nha. Và sả, riềng, đây là ngũ vị hương, cái gói ngũ vị hương này. Đây, đây là một chai mắm ruốc hoặc mắm tôm gì cũng được nha. Một lon xá xị, sa tế, cái này là rượu, rượu mình uống, rượu gạo, rượu nếp gì nấu để mua về ở dưới quê hay nấu. Và ở đây là một ít nước màu cho nó đẹp. Rồi bây giờ trước tiên thì Yến sẽ đi khò cái con vịt lên đã ha. Bây giờ cậu Tình sẽ khò cái con ngan này lên nha. Đây là cái bếp khò á, cầm lên luôn. Nóng. Nóng hả? Cầm cái cổ nó thôi, đây khò cho nó ra giống như chả cầy luôn vậy đó. Mày chưa vậy mà mình lúc nãy giờ cứ nói là để khò nên cầm nó đây. Khò cho da nó cái xinh xinh luôn nha. Cậu mới đi làm về là bắt cô làm liền luôn. Hồi sáng giờ cậu đi bơm thuốc sâu, về cái bắt nhào vô khò liền. Chuyện đâu chịu gì thế. Khò vậy được không, ngoài ngoài nhìn thử coi chứ không lỡ nó chín cháy quá hoặc là cái gì quá đó. Chừng bao là được. Vàng là được thôi em ạ. Ừ. Mình khò cho nó vàng vàng giống như thịt cây á. Giả cây cái khò chứ. Giờ đổi tư thế khò mệt mệt khò con vịt thôi cũng mệt, à, khò con ngan thôi cũng mệt rồi. Đây khò cái da nó ra đẹp không, nhìn khò nó vàng cái da nó căng lên đấy ngoại thầy, căng hẳn lên luôn. Tôm lúc khò vậy thôi mà mình đứng ngoài mình cũng nghe mùi thơm nhá. Sau khi khò xong thì bà ngoại đang còn mổ gan ra, ngan ra nhá. Mình mổ mình chẻ ra để mình chặt từng khúc ra. Ngan này nó mập. Ừ. Nó vàng cả đồ nhé. Ngoài bẻ không được à, cái đó bẻ cái nó ra. Ừ. Thịt ngan nó vàng khỏe vàng ha. Ừ. Đẹp phía đó sau ngan, từ sau đẹp không? Ừ. Trong lúc bà ngoại mà mổ gan thì Yến sẽ đem đi, Yến sẽ đi sắp sả với riềng ra ha. Đây là sả với riềng ha, giờ Yến sẽ sắt ra. Bà ngoại thì đang còn mổ ngan á, Yến sẽ sắt ra. Nó cũng đâu có cứng lắm đâu ngoại. À. Sả mình cũng sắt ra luôn, sả như thế này mình cầm 2-3 cây sắt ra cho nó. Đây, mình cũng sắp ra luôn nhé. Ừ. Sắp chung được phải không ngoại? Ừ. Sắp bỏ chung vô đây được phải không? Ừ. Mình sắp chung vô luôn, cái lát nữa mình trộn chung vô hết rồi. Bây giờ ngoại cho tỏi, ớt, rồi hành. Ngoại cho một chút muối nha, ít thôi. Ngoại cho Arigon ở cuối nền. Arigon đó. Arigon cho mẹ để nhỏ ăn. Tiêu cho nó thơm nhưng mẹ cho ít thôi cho bé nhỏ ăn. Rồi. Và cho một ít đường vào. Ngán thì đậu ngọt ngọt cho mình ngon. Cái này mà mình không có đường cát mình bỏ đường cục mình nấu cũng được đúng không? Đường cục. Nếu mà mình nấu đường cục thì cái màu nó sẽ đẹp hơn được đó nha. Màu nó đẹp rồi. Ngoài cho chút nghệ nhé, ở dưới ngoài là cử ăn. Ủa sao đã bỏ nước màu còn bỏ nghệ vô nữa hả? Ừ, bỏ một chút nước màu. Ừ. Nước màu vào đây đó, cũng chút bỏ đó. Một chút nghệ, chút nước màu vào đó. Đấy là nghệ xong giờ là ngoài cho một ít nước màu. Nước màu, màu này là mình thắng đường lên đó đúng không? Thắng cái đường lên. Ừ. Thắng đường ngoài cứ thắng là để vậy. Ừ. Ăn dần dần vậy đó. Đó, ngoài thẳng đặt đấy để lâu vẫn được, không ăn như lên. Cái bịch này là bịch rượu. À. À.
rồi thì mình đổ ra chén nha. Mày chưa đây, mày cho bao nhiêu vậy? Ủa vừa thôi. Có một chén không? Không, một chén. Để một mày chưa đi. Từ trên một chút trên có cái mùi thôi. Chung khoảng 3 muỗng chứ mấy, 3 muỗng hoặc là 1/4 chén vậy đó. Đủ bỏ nhiêu không ăn say á. Ăn say đó. Rồi và cho chút sa tỷ nha. Nhiều quá. Ừ. Đó. Cái này có cần dừa nấu không? Có cần nước dừa không? Có dừa nữa mà. Có nước dừa thì nấu cũng ngon, cũng ngon. Mày đổ xả riêng vào nhá. Đây là xả riêng lúc nãy cắt đó. Bỏ vô xả riêng. Đó. Vì mình nấu giá cây nè. Đó. Bây giờ là có được ruốc. Đây là ruốc, coi mà ruốc gì đây, mình ruốc khôi đúng không? Ruốc khôi. Phải mua cái này ruốc khôi á. Nấu là muối loại ruốc khôi nhá. Đó, có ruốc nó mới thành giá cây. Chứ có ruốc thì rồi lại đây nè. Nhưng ngoài cho chút ngũ vị nhá. Phải có đầy đủ nó mới ra một nồi cây. Ngũ vị hương thì mình cho một ít thôi nhé. Một ít thôi nhá. Đó, rồi cùng cho một chút cà ri. Cà ri dê, cà ri, có cà ri nữa. Đó. Ngũ vị này, cà ri này. Một tỷ thôi. Đó, bây giờ ngoài đảo đều tôi để chừng 5-7 phút, 50 phút. Đó. Nó sẽ ngon, nó thấm đó. Đó. Nghe mùi thơm á nha. Mới ướp những cái gia vị này vô thôi là đã rất nghe mùi, đó. Nghe mùi rất là thơm rồi. Ngoài ướp xong rồi chứ ngoài đầy lại cho nó thấm, nó ngon, nó thơm lên nè. Bị ướp như thế này nói chung là khoảng 15-20 phút gì cũng được nha. Mới đem đi nấu. Lúc nãy giờ là ngoài ướp cũng được 20 phút rồi ha. Giờ là ngoài đem đi nấu. Ngoài bật bếp lên đi. Nấu thì đầu tiên mình cứ bắt lên bếp như thế này cho nó sôi xanh thịt lại thôi phải không? Sôi xanh đây tao đi đã. Sôi lên thơm đây. Sôi lên thơm rồi ngoài ơi. Đó, bắt đầu ngoài đảo rồi. Nó sôi lên là mình đảo lên. Giống như mình làm cho thịt xanh đúng không? Giống như mình tao thịt cho nó xanh lại á. Đảo lên xong mình lại vung lại tiếp ha. Đây là ngoài đảo thêm một lần nữa. Cái nước đẹp đó. Đảo lần thứ hai này. Thịt nó lại xanh hơn nữa ha. Thơm đó, nó thấm cái thịt nó thấm lại rồi. Nước ở dưới không có coi cháy không, có bị cháy không? Không, cái nước nó có nước dưới rồi. Đây, ngoài đảo xanh rồi thì ngoài sẽ cho một ít xá xỉ nha. Xá xỉ này là xá xỉ ngon đấy. Thịt nó thấm lại đã. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà nhớ là thịt nó phải thanh lại đã nha. Đó, cho một ít thôi. Ít thôi chứ không cho hết à? Không, cứ cậy chút rồi thôi. Cái chút tầm nửa lon á thầy. Chưa đến. À chưa đến, cái lon xá xỉ này chưa đến nửa lon đâu. Tầm 1/3 lon á. 1/3. Rồi đầy lại tiếp hả? Đầy lại từ nồi quay trở lại với cái nồi lần thứ 3 ha. Lần này sẽ thêm một ít gia vị khác vô nữa. Rồi mày mở ra đi. Đó. Nhưng đã gần được rồi. Và cho thêm một ít mực dừa vào nữa. Một ít thôi đó, để nấu canh thịt thịt một ít thôi hả, cho nguyên tải luôn không cho nó ngọt. Đó, nhưng mà có bỏ thêm chút nước vô hầm cho nó không bỏ ra hầm không bỏ ra được rồi. Đây cả nhà nha, nó sắp sắp cái nước kìa này, mà đảo lên nhé. Thấy không, kim mau không nè. Nó sắp sắp giờ mình nấu cho đó. Nó mềm nó rít nó mềm thì rít nước lại là được. Đó. Ok. Nồi cây là xong rồi. Nãy giờ là ngoài nấu chắc cũng tầm nửa tiếng á ha. Rồi bây giờ ngoài mở ra đi ngoài. Nồi cây ngon đâu. Mình nước đó. Nấu cho nó sắp sắp lại nước như thế này là được ha. Nước thịt xè cho nó được. Đó. Đây. Đó đâu. Ngon hấp dẫn chưa? Nóng hổi luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Cái gì của nhà này ra là bắt nó cái làm thịt thế đó. Gà này gan cũng nhà nuôi ha. Cả nhà coi cái màu đẹp không? Đây là xong rồi đó, giờ là ra ăn thôi. Cái này là ngan giả cầy thì Yến với ngoại lúc nãy giờ nấu là đã xong rồi.
Còn cái này là bí đỏ, bí đỏ nhưng mà nấu cái dạng hồi xưa là Yến cứ thích xào không vậy mà xào nhuyễn ra vậy để ăn nè. Đây bây giờ Yến giờ cũng chưa rồi. Mười bình nhỏ thì bệnh viện hết rồi, cậu Tình thì đã còn mình nhậu với hai giường, cho nên hôm nay chỉ có Yến với mẹ ăn cơm thôi. Yến mời cả nhà cùng dùng cơm chung với Yến với mẹ nha. Xin mời cả nhà nhá. Bên ngoài cơm bữa cơm nha mọi người. Chị với. Ôi, hãy gắp miếng tép miếng miếng này đi, miếng riềng đi, riềng ngoài kho cũng ngon nữa. Ừ. Cái riềng ăn đúng không? Ngoài thì ta ăn riềng. Đó. Ngoài cũng riềng hơn, để ta ăn thịt cho. Yến được thấy chân ngan và thịt chân riềng là đủ đó đó. Còn Tình như thế thì ăn nó kho. Tình như thế cho. Nấu lên cái màu đẹp lắm nha. Giống vị thịt cầy á. Ngon không vậy? Cảm ơn sống. Ngoài ra còn miệng là ngọt hơn vừa đậu sống. Cái này thịt mới thịt vừa đó. Ngon. Chưa cắn được thì nó vừa miệng. Thân chí. Con này em trong đó cũng được sống nhé. Để chồng chí rồi. Anh đi cà phê không đi. Anh tập trung khen đồ ăn đi đã. Cố gắng cùng chị mấy tụi em rồi. Sao mấy năm cuộc đời là được chị thẳng. Món em ngoài khen cho chứ ngoài nấu ra ngoài khen ngon đi. Ngoài nấu bên ngoài phải nấu ngon nhá. Thôi nửa bánh là mình tâm khen ngon ngay. Mình ăn đi, cầm ăn ngon đi. Mà phải nói hẳn mình tâm vô hình đấy. Em bí đỏ. Đó rồi. Như thế này mới ngon. Chứ thèm mấy vị này hồi xưa hay ăn, chứ lâu mới cũng ăn mấy năm rồi. Nghe đi mình giỏi. Bí nở cũng ngon lắm. Đập mùi đó đi. Hồi chưa hay ăn nhưng ngại bây giờ lâu lắm không đâu. Mùi đi. Đúng không? Đây là 20 cây. Sao? Đây nhìn cái lại con người ấy. Nhưng mà sao thấy nhuyễn ra vậy? Qua cả đây em. Như là người nghe thân nghe thân trọng. Thì đọc nhuyễn rồi. Thì có đấy tập phòng giọt. Đến thứ hai rồi. Chịu. Là giọt. Thôi ngon. Ngon đúng không? Thì tâm lâm này tới bầu này. Bí. Bầu. Thì em gọi là bầu. Bí nó vậy đúng không? Vì anh bá thì cả những cái bầu là theo luôn. Nhưng mà làm vậy nó ngon rồi, ngon lắm. Ngoài anh đi, con coi đây được. Ngon lắm, lại cũng giải phân luôn á. Quá, một rửa luôn, con đủ nó về được. Lúc này nấu rất là tuyệt vời. Ngày nấu nước. Ngan chả tuyệt quá ngon luôn. Không như bột lẩy nữa, không mẩy nữa. Bột lâm nghiệp mẩy quá. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Yến nha. Xin chào, xin chào cả nhà nha.